tiếp tục một câu hơi khó khăn xíu ha. Rồi câu này rõ như sau: sin pha pha cộng beta, bên đây cái sin beta thì nó thành sin của alpha cộng beta, tại đây con thay alpha thì mình trừ alpha đi. Đó, mục đích của mình ra được sin của alpha cộng beta để mình chia cho cos alpha cộng beta nó mới ra tan alpha cộng beta giống đáp án rồi. Rồi cái này ghi lại thôi, cái này sin thì sin có cosin đó. Cái này đóng vai trò như là a, cái này đóng vai trò như là b đó. Mình khai triển nè: sin alpha cộng beta cos alpha cos alpha cộng beta alpha. Cái này ghi lại không? Rồi, tới đây thì biến đổi thôi. Cái này sin alpha cộng beta alpha, còn cái này chuyển qua bên đây là giống y chang nhau, là bằng hai lần nha. Rồi, thế thì mình chia cái cos này qua đây, chia cos này qua đây là ra tan ha, chia cos là tan. Còn cái cos này mình chia qua đây, chia cos ra tan tiếp. Đó, vậy mình có cái này, vậy thì đáp án sẽ là câu D.